Hôm nay 20 tháng 6, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu buổi sáng thời tiết mát mẻ, nhiệt độ giảm nhẹ. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 32 đến 34 độ. Đêm nay có mưa cục bộ, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật, lốc sét và mưa đá. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 32 đến 34 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo đêm nay có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ ẩm 80 đến 85%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày mai 21 tháng 6 năm 2024, mực nước cao nhất 348 cm vào lúc 11 giờ 45 phút và mức thấp nhất 22 cm vào lúc 20 giờ 15 phút. Chất lượng không khí toàn tỉnh hôm nay ghi nhận đều ở mức tốt, với 3 khu vực đặc thù của tỉnh gồm thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ. Dao động từ 21 đến 25, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.